Ngày 16 tháng 2, 2.656 thanh niên của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022. Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương hoàn tất khâu chuẩn bị và các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã sẵn sàng cho ngày hội tổng quân. Khi biết mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, anh Lê Quốc Khánh sinh năm 1998, tổ 6, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Ba rất vui. Cùng với tranh thủ giúp đỡ bố mẹ việc gia đình, Khánh còn chủ động lên mạng tra cứu những nội dung về quyền lợi trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự nhằm trang bị những kiến thức cần thiết khi bước vào môi trường quân ngũ. Trong những năm qua, tôi đã được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe 2022 và đã đủ điều kiện nhập ngũ. Tôi luôn xác định tốt tư tưởng và trách nhiệm của một người công dân đối với Tổ quốc và sẵn sàng nhập ngũ. Còn đây là anh Lê Hồng Phúc ở tổ 4 thị trấn Phú Túc, huyện Krông Ba. Ngay sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn, Phúc đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Anh Phúc mong muốn được phát huy những kiến thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian qua, tôi đã được tạo điều kiện để hoãn nghĩa vụ quân sự nhằm theo học trường cao đẳng công nghệ thông tin. Sau khi hoàn thành việc học, tôi đã được lệnh gọi khám sức khỏe và đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2022. Bản thân tôi luôn ý thức được trách nhiệm của người công dân, sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết về công tác quốc phòng quân sự địa phương, trong đó có nội dung là thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyển quân và giao quân đúng theo kế hoạch của Ủy ban nhân huyện. Và sau khi đã khám tuyển và trúng tuyển thì sẽ tiến hành là nắm tâm tư của từng công dân và sau đó thì tiến hành vận động công dân thực hiện các nhiệm vụ để tiến hành tổ chức giao quân theo đúng hướng dẫn của cấp trên và giao đúng theo quy định. Năm nay, công tác tuyển quân gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhiều công dân đi làm xa hoặc đi học không về kịp khám tuyển khi có lệnh vì phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc cách ly y tế theo quy định, nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tuyển quân. Nhưng sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm của công dân, đến nay 100% địa phương trong toàn tỉnh hoàn thành các khâu tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ. Đối với các cái địa bàn mà có ảnh hưởng tới vấn đề dịch bệnh thì chúng tôi phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền để công dân hạn chế tiếp xúc với những người ở từ các cái vùng dịch trở về, đồng thời thực hiện tốt các cái biện pháp 5K để tham gia cái công tác khám tuyển. Năm nay tỉnh Gia Lai sẽ giao 2.656 công dân quân sự, 2.250 công an, 406 cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 3, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương có dịch ở cấp độ 3, 4 tiến hành giao quân trực tiếp, không tổ chức lễ giao nhận quân. Đối với trường hợp công dân nhiễm COVID-19 thì giữ lại địa phương, sau khi theo dõi, điều trị ổn định, có kết luận đủ điều kiện nhập ngũ, thì Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp huyện tiến hành bù đổi trong khoảng 14 ngày, tính từ ngày giao nhận quân. Trường hợp F1, F2, sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR có kết quả âm tính, vẫn tiến hành giao nhận quân theo kế hoạch. Lễ giao nhận quân đồng loạt diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 16 tháng 2, kết thúc không quá 8 giờ 30 phút cùng ngày, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng quy định và chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc sơ tuyển, xét duyệt chính trị, thực lực và khám tuyển sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với cấp huyện. Chỉ đạo ban chỉ huy quân sự cấp huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình và cấp ủy chính quyền địa phương nắm chắc nguồn, kịp thời điều chỉnh những biến động. Đặc biệt phải chủ động tham mưu tổ chức lễ tuyển quân lên đường nhập ngũ theo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối. Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương, các đơn vị giao nhận quân, sự quyết tâm đồng lòng của các thanh niên lên đường nhập ngũ, tin tưởng rằng công tác giao nhận quân của tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, đảm bảo an toàn.
Nha.